Này, tôi đếm từ 1 đến 10 nha. 1 này, 2 này. Đấy, các bạn nào mà không thấy tin nhắn ở trên chat room của tôi thì các bạn phải F5 ngay đây. Để sau đó tôi sẽ cho các bạn thêm thời gian chờ đợi. Đấy, 10 này, rồi. Chơi luôn. Chơi luôn. Delay 10 giây ảo. Vâng, Felix. Felix Boy ạ. Felix Boy. Lại là bạn Quốc Khánh ở ngay phía dưới thưa bạn. Rất đen thì bạn Quốc Khánh. Lại một lần nữa. Đứng ngay phía dưới tên của người được chọn. Bạn Felix Boy đâu ạ? Fake Fake đâu rồi? Bạn 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 đi đâu rồi? Không thấy bạn voi này, này đâu cả. Vâng, bạn voi có bị lag chat không ạ? Có bị lag chat không ạ? Nào, đã nhìn thấy rồi, nếu như đã nhìn thấy rồi. Hả? Group á, group nào? Không thấy à? Bet lắc lại bắt đầu chơi trò phá đám á. Còn nếu như chúng ta không thấy bạn đi đâu thì chúng ta còn không thấy bạn đâu cả. Ai nào? Bây giờ đến lượt ai nào? Không thấy đúng lần này để phát ngôn linh tinh này. Dám bảo là không nhìn thấy gì. Nào, nếu như không có bạn này chúng ta sẽ remove bạn đi. Chúng ta sẽ quay lại thêm một lượt nữa. Đã remove rồi. Như vậy là chúng ta đã remove được hai cái tên rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị bấm lại thêm một lần nữa. Nếu như lần này mà bạn Quốc Khánh và bạn ấy lại ở dưới một lần nữa thì đúng là bạn ấy quá đen luôn. Bạn ấy sẽ là quá đen luôn. Ừ, tranh thủ là bạn nào ở trên chat room mà muốn đảm bảo thì các bạn nên đăng nhập thêm cả chat room thích ở bên cạnh nữa. Đúng rồi, giờ giờ tôi mới nghĩ ra. Các bạn có nhìn thấy chat room thích không ạ? Các bạn vào trong trang tv.clf.net đấy ạ. Sẽ có cái chat room thích ở ngay bên cạnh chat room của Talk đấy ạ. Nếu như Talk mà lag thì các bạn có thể chat sang bên đấy. Các bạn có thể chat sang bên anh các bạn có thể chat sang bên anh thích. Đấy, các bạn có thấy mình chat ở bên thích không ạ? Room thích được đặt vào để backup cho trường hợp anh Thóc anh bị lag. Bên Thóc thì không à bên thích thì không bao giờ lag nhá. Mình có thể đảm bảo thích không bao giờ bị lag. Không không nhắn tin vào fanpage có một số bạn bạn ấy không biết fanpage của mình nên là không hay lắm đâu. Vâng, anh em nào có khả năng bị lag chat anh em nên đăng nhập trước vào đi ạ, thích đi ạ, chat chủng đi ạ. Chat. Ok. Nào, anh em nào đăng nhập sang bên thích chưa? Anh em đăng nhập sang bên thích chưa? Mình chuẩn bị quay này. Bên này xem nào. Chat. Hiện nay tôi đã thấy là có khoảng tầm 5 bạn đã có mặt ở trên trang ở bên kênh Twitch rồi. Và như vậy là nếu như không có ai có ý kiến gì nữa thì mình sẽ bấm ngay bây giờ này. Bấm phát này phát mà hiện ra tên bạn Quốc Khánh ở ngay phía dưới cái màu vàng nữa thì đúng là
đúng là quá buồn cho bạn Khánh luôn. Bấm lại. Chiu. Ai đây, ai đây, ai đây, ai đây, ai đây, ai đây. Sáng cận kìa, Ngô Đình Quang kìa, Thanh Quang ạ. Thanh Quang, vâng, Thanh Quang. Đó chính là Thanh Quang ạ. Nhưng mà hình như Thanh Quang không thấy đâu nữa rồi. Thanh Quang hình như là đi ngủ rồi. Thanh Quang hình như là đi ngủ rồi. Thanh Quang hình như đi ngủ rồi. Đúng rồi, Thanh Quang đi ngủ rồi. Yeah. Chúng ta sẽ bốc lại. Chúng ta sẽ bốc lại. Quá vui luôn. Vâng. An ủi Thánh Quang à. Tại sao hôm nay bảng D có Thánh Quang với cả gì thì đều hiện được hiển thị hai phát rồi. Phía dưới là Harry Trần kìa. Vâng, chúng ta hãy cho Thánh một vài thời gian đi. Nào, Thánh Quang đâu? Online đây. Vâng, có bạn thì bảo là gọi cho Thánh Quang dậy. Các bạn thì bảo để thôi để cho bác ấy ngủ. Chưa ngủ á? Gọi đi. Chưa ngủ thì gọi đi. Chưa ngủ thì phải gọi ngay đi. Ừ, để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 20 nhá. Tôi sẽ đếm từ 1 từ bấm từ 1 đến 20 này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nhầm 11, 12, 13, 14 á, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này. Vâng, như vậy là Thánh Quang đã không online. Chúng ta sẽ remove. Và chúng ta sẽ đến với cả trận đấu à nhầm. Đấy, cứ quen mồm các bạn trận đấu. Chúng ta hãy cùng đến với cả phần quay số trúng thưởng tiếp theo. Ai sẽ là người người may 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 mắn này. Hiện nay thì bạn Quốc Khánh tôi thấy bạn ấy liên tục xuất hiện đây này. Các bạn thấy không này, Quốc Khánh này nằm ở ngay đây này. Quốc Khánh nằm ở ngay đây rồi này. Thế mà không được này. Vâng, đã thấy bạn bạn sang sáng cận chat lên rồi. Bạn sáng cận nếu như mà ở bên Ba Lan thì bạn có thể là sử dụng thêm cả chat room thích nữa. Đây này. Chat room thích ở bên trang tv.kf.net ấy. Nó sẽ có cái chat room thích ở ngay bên tay phải. Các bạn nào mà sợ rằng mình sẽ bị bị lag chat thì các bạn nên đăng nhập vào đây trước để có thể là có thêm một kênh thông tin nữa backup. Đăng nhập á? Ừ, đăng nhập nó cũng dễ đâu mà. Đăng nhập dễ đâu mà. Thế à? Chưa đăng ký à? Thế thì đành chịu thôi. Bạn tốt nhất là bạn nên đăng ký đi. Mình khuyên bạn điều thế, tại vì là chúng ta còn 4 5 ngày nữa cơ. 4 5 ngày nữa có màn bốc thăm này cơ, mỗi ngày lại có một pha bốc thăm bên này cho nên các bạn nên đăng ký trước đi, coi như là đầu tư. Đăng coi như là một pha đầu tư coi như là đầu tư bỏ công đăng nhập một cái để mà đăng ký một cái để mà đầu tư cho cả tuần này. Nào, anh em đã sẵn sàng chưa nào? Có ai còn muốn xin thêm thời gian để mà đăng nhập không? Khi nào có khoảng tầm 4 bạn là 4 bạn là 4 bạn giục quay thì mình sẽ quay. Vâng, có hai rồi, quay luôn rồi, đã có Khánh và Tèo BD để đề nghị quay luôn rồi. Còn ai nữa nào? Quay, vâng, quậy rồi. Xong nhá, năm rồi nhá. Bốn rồi nhá. Lúc nãy mình bảo 3 hay 5 nhá. Creeper đâu, Creeper đâu? Creeper rồi. Rồi. Có lẽ không không còn ai có ý kiến gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đến với cả phần quay. Bấm này. Ai là người may mắn tiếp theo này? Chu. Quốc Khánh ạ. Quốc Khánh. Oh yeah. Chúc mừng bạn Quốc Khánh ạ. Vâng, tôi tưởng là nó chạy lên rồi, cuối cùng nó lại dừng lại.
Yeah. Rồi, chúc mừng bạn Quốc Khánh ạ. Bạn Quốc Khánh đâu rồi? Quốc Khánh đâu rồi? Quốc Khánh gửi ngay fanpage, link fanpage cá nhân của bạn lên trên chat room này để mọi người cùng xác nhận nào. Quốc Khánh nếu tôi không nhầm thì là người cuối cùng, là người cuối cùng xe xe cái này 47 phút trước. Nè, xem nào. Nó đến tên em rồi, giờ dừng lại. Vâng, chính xác rồi, chính xác là bạn Quốc Khánh này rồi. Mình đã check xong. Và ngoài như vậy là chúc mừng Quốc Khánh và Expansion đã là người giành chiến thắng. À, không phải người giành chiến thắng mà người may mắn thôi. Đã là người may mắn giành được hai tấm thẻ giảm giá của ngày thi đấu đầu tiên ngày hôm nay. Và các bạn đừng buồn tại vì là chúng ta vẫn còn hai cái nữa, à còn rất nhiều nữa và những ngày tiếp theo. Sang cận bạn ấy đã rút ra một kinh nghiệm rất là xương máu đấy, rút ra một kinh nghiệm rất là xương máu cho ngày mai, à cho những cái chương trình lần sau. Và như vậy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính là tại nhà tài trợ chính Finco có được website là 01.net.vn là tài trợ trợ chính cho giải đấu lần này của chúng ta. Ngoài ra các đơn vị đồng tài trợ khác như ví dụ như là Hữu Hoàng Gaming là H2 Shop hồi trước đấy, các anh ấy đã tài trợ cho chúng ta cái thẻ giảm giá 5% sản phẩm. Nhà tài trợ An Phát PC, hay có Facebook là siêu thị máy tính An Phát đã tài trợ địa điểm. Và ngoài ra còn có Clan NF Store nữa cũng đã tài trợ thẻ 5% giảm giá 5% khi mà mua sản phẩm Finco ở trên shop này. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ngày ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tôi sẽ cố gắng ngồi cắt vote thật sớm cho các bạn để sáng mai khi nào các bạn dậy thì chúng ta đã có vote của ngày hôm nay rồi. Vâng, vote của ngày hôm nay chứ không phải là vote của ngày hôm qua. Tại vì hiện nay đã là 12:20 rồi, đã qua ngày hôm sau rồi. Vâng, chân thành cảm ơn cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 8:30 tối mai. Tối mai sau khi mình đi học xong thì mình sẽ về và mình ấy cho các bạn, cắt tiếp cho các bạn. See you all.